quậy ngồi gốc cây đa, còn tôi ngồi trước cửa nhà đại fan. Hóng mãi mà đến giờ phát sóng cho các fan đây. Like video để bắt đầu khám phá những bí ẩn về các thành viên nữ của Gãy TV nhé. Câu 1, idol Thị Nhung đang đu trên gì nhỉ? Câu mở đầu thì phải dễ như thế này cho anh em phấn khởi chứ. Chị Nhung đang đu trên Lệ Tràn Phen Mi nha. Có ai sai không nhở? Sang câu 2 thế nào? Con Mustang, tôi còn một băng trong cơn vài thằng. Nếu là ngày đó ta
ta phải lắc mất tâm và nhà ta quá căng ngày 6.5 và một hôm đang thu lay vách cho các thằng định hack máy tính tìm cách ăn cao còn trách ngợp thỏ bên vách là câu 9, ngày 20 tháng 10 chị Vân được anh Giang Con tặng món quà gì? Cần gì đến nhẫn kim cương, cứ chân thành tặng một bó hoa thôi là chị Vân vui lắm rồi. Hâm mộ hai anh chị quá đi, chị Vân cười tít cả mắt luôn đấy. Dạ, em muốn cần đẹp như là lớp sao, nhưng mà anh là anh. Em như là ai đó nụ cười, đó lần đầu say đó một người. Ánh mắt nó sâu sáng vui chơi, em đã làm cô gái xấu đời. Em đã đợi bạn là sao, em phải để anh chờ bao lâu. Anh không muốn họ lại xa nhau. Câu 10, bạn thân của chị Vân là ai? Đến những cặp bạn thân trong gãy TV thì làm sao mà kể thiếu cặp Văn Nhiên chứ nhỉ? Người ta còn đi hẹn hò đây nè. Video trước chị Kính nói rõ thế rồi mà. Khi giờ mình bên nhau, em sao không nói ra? Nên anh
tay làm lũ sớm chiều đôi xứng sao bằng tiểu thư đại ca. Rồi lòng không thương anh mà nước mắt tuôn ngần đau thấu mây trời những người mình yêu. Chen cứ quên anh vậy đi ghê, mê cả chị Tuyền xinh gái nữa. Câu 17 câu cuối rồi đây, các bạn tập trung tinh thần lắng nghe nhạc đúng của Chen này nhé. Nhạc 1. Ta đã phóng một trên con Mustang, chắc còn một băng trong khi vài thằng. Nếu là ngày đó ta phải lắc mất tâm, bây giờ ta quá căng. Tăng thu lai vách cho các thằng định hách bay tới mới tìm cách ăn cao còn chắc ngờ thỏ bên vách là nhạc hai. You got that big big bubble gum that it keep my mouth shut. Pull up, spin that. Pull up, spin that. Let's go. Hãy nhạc ba nào. Nina do do do, Nina dora, I dora dora dora. Si mama si mau, I ga dora dora. Adora, 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 adora. Si mamma si mamma, diga adora. Đáp án của chúng ta là nhạc số 3. Bạn nào đoán đúng thì nhận ngay một tràng pháo tay nhé. Giỏi quá đi thôi. Bạn nào sai thì cũng đừng buồn. Hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục giải đố trong những video sau. Bye bye.